nằm nghiêng nghiêng bên vịnh Cửa Lấp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, có nghề đóng tàu gỗ đi biển, nổi tiếng khắp vùng Đông Nam Bộ. Từ xưa đến nay, những con tàu đóng ở nơi này được bạn hàng nhiều nơi đánh giá, có mẫu mã đẹp và rất chắc chắn để có thể phục vụ cho những chuyến đi biển dài ngày. Phước Tỉnh là một trong hai làng cá lâu đời nhất cùng làng cá Phước Hải của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tương truyền từ thời Gia Long năm 1802 đến năm 1820, người ta đã dựng đàn kỳ phong ở Phước Tỉnh để thờ các hải thần. Cư dân nơi này tin rằng nhờ đó mà họ có cuộc sống ấm no nhờ biển cả. Lần này đến Phước Tỉnh, chúng tôi không nghe thấy nhiều âm thanh vọng ra nhộn nhịp của xưởng đóng tàu như mấy năm trước nữa. Tiếng máy cưa, tiếng búa đục vang lên thưa thớt. Hỏi ra mới biết, năm nay nghề đi biển gặp nhiều khó khăn, nên nghề đóng mới và sửa chữa tàu thuyền cũng gặp nhiều khó khăn theo. Nghề biển thì năm được năm mất à. Cái chuyện làm thì nó cũng chả có đều đều đâu. Nghề biển thì giỏi thôi. Năm nào mà biển trúng thì thợ nó có làm, mà năm nào biển đói thì không có thợ không có làm việc. Chúng tôi đến ụ tàu của ông Nguyễn Viết Khải ở xã Phước Tỉnh. Tại đây, những người công nhân đang sửa chữa cho một số chiếc tàu. Tầm này năm ngoái, ở ụ tàu này, công nhân làm không hết việc. Những chiếc tàu ở đây có công suất khá lớn, trung bình từ 350 đến 700 mã lực. Ông Khải là người cũng đã có thâm niên hơn 20 năm trong nghề, cũng trải qua nhiều những thăng trầm. Mặc dù vậy, ông vẫn bám nghề, cho dù năm nay là năm rất khó khăn với ông. Cái nghề biển này nói chung là cái nghề tụi tôi thì cũng là lệ thuộc vào cái nghề bà con ngư dân ở đây. Thế bà con làm ăn được thì nó sợi nởi, làm ăn thì mình có hiệu quả hơn. Rồi bà con ta làm ăn không được thì mình cũng theo họ luôn, vì người ta không có tiền để nên sửa chữa. Khi nào ghe nó quá tệ thì họ phải lên thôi. Chứ còn một lần lên ủ vậy nó cũng tốn phí chứ lắm. Tiền sơn, tiền ủ chúng tôi kéo lên sửa chữa thì nó không bao nhiêu. Nhưng mà cái tiền vật tư, sơn, rồi sửa chữa sơn, rồi cái tiền sơn không rất là nhiều. Một thùng sơn trung bình là khoảng 2 triệu mấy, gần 3 triệu một thùng sơn. Mà một lần sơn một cặp ra như vậy 7-8 thùng, đấy là sơn Kỳ Hà. Còn sơn trên thì khác nữa, mười mấy hay chục thùng sơn trên nữa. Rất là tốn kém. Cho nên nhiều người đó không có tiền để người ta sửa chữa. Trước kia, ông Khải chỉ sửa chữa đơn thuần cho các tàu bạn, nhưng do sự phát triển không ngừng của cuộc sống, cơ sở của ông không chỉ sửa chữa, mà còn nâng công suất cho tàu, phục vụ cho việc đánh bắt xa bờ, đi chinh phục những ngư trường lớn. Tôi sửa chữa loại tàu đánh cá của bà con ngư dân tỉnh từ khoảng từ 150 tấn cho tới 200 tấn, công suất của nó từ 350 cho tới 700 mã lực để bà con đánh bắt xa bờ. Do có nghề cá phát triển nên việc đóng những chiếc tàu làm phương tiện để đánh bắt hải sản cũng rất được chú trọng. Từ ngày xưa, kỹ thuật đóng tàu đã được những người thợ ở đây tìm tòi, phát triển. Để có thể đóng được những chiếc tàu chịu lực, chịu sóng tốt và có thời gian sử dụng lâu bền,
những loại gỗ tốt, nhẹ, độ bền lâu, ít thấm nước như bô, xương gà, trò. Để có thể ráp những tấm ván dày và uốn theo kết cấu của thân tàu, người thợ phải ép những thanh gỗ to bản và dài qua lửa ở nhiệt độ cao, sau đó ghép với nhau theo hình răng cưa rất chắc chắn. Khi phần khung, sườn tàu đã được hình thành, người ta mới làm tiếp những phần khác như ở bên trong, như hầm hàng, khoang máy. Trong quá trình đóng tàu, chủ tàu và nhân viên kỹ thuật liên tục giám sát để đảm bảo con tàu được đóng đúng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên năm nay, nghề biển gặp nhiều khó khăn nên số lượng tàu đóng ra cũng không nhiều như mọi năm. Tổng số lực lượng tàu thuyền của chúng tôi thì khoảng trên 1.200 phương tiện đánh bắt xa bờ. Thì mỗi năm thì đối với các năm trước đây thì mỗi năm thì bà con ngư dân cũng đóng mới từ 10 đến 20 phương tiện. Tuy nhiên thì trong năm 2012 vừa rồi đây thì do cái tình hình khai thác gặp rất là nhiều khó khăn vì cái ngư trường nó cạn kiệt, cũng như cái nhiên liệu phục vụ cho nghề đánh bắt là tăng cao, do đó có rất là nhiều phương tiện bị thua lỗ. Và từ cái chỗ này mà cái việc đóng mới tàu thuyền thì bị hạn chế dòng. Đối với cái sản phẩm là tàu thuyền thì cái đầu ra của nó thì nó lệ thuộc chủ yếu vào cái khai thác. Nếu mà có năm là khai thác được mùa thì bà con đóng mới nhiều, và có năm thì khai thác là kém hiệu quả, chẳng hạn như năm 2012 thì chắc chắn là 2013 thì ngư dân sẽ không có đóng mới nữa. Thứ hai nữa là nó phải lệ thuộc vào cái nguồn nhiên liệu, tức là gỗ. Thì gỗ, đối với nguồn gỗ thì ở Việt Nam chúng ta thì cũng rất là khó khăn rồi. Nhiều doanh nghiệp phải là liên hệ với các cái nước lân cận để mà có nguồn gỗ là đóng mới tàu thuyền ở trên địa bàn. Thì cơ bản thì các cái ủ tàu, đóng sửa tàu thuyền ở trên địa bàn thì trước đây là thực hiện cái việc đóng mới, rồi sửa chữa, duy tu. Tuy nhiên thì nếu mà cái tình trạng không còn đóng mới nữa thì các ủ này chỉ còn một cái chức năng là sửa chữa, duy tu tàu thuyền của cái lực lượng sẵn có. Do đó thì các ủ này nó vẫn tiếp tục hoạt động. Nghề đóng tàu đem lại việc làm quanh năm suốt tháng. Hiện nay, Phước Tỉnh có 5 ủ đóng tàu, thu hút hơn 500 thợ lành nghề và rất nhiều lao động địa phương làm việc. Mỗi năm, Phước Tỉnh cho hạ thủy hơn 40 chiếc tàu đánh bắt xa bờ. Nghề này làm công việc, có việc cứ làm, ham nghề làm. Làm cũng 9-10 năm rồi, năm nào cũng có việc. Nhìn đội tàu cá màu xanh đậu kín cả một khúc sông dài từ cầu Cửa Lấp cho đến cảng cá Phước Tỉnh, mới thấy nghề đánh bắt xa bờ nơi đây đang thay đổi mạnh mẽ. Ngoài khả năng đóng mới, Phước Tỉnh cũng là nơi rất có uy tín trong việc sửa chữa, đại tu tàu biển. Vì thế, nhiều chủ tàu ở các tỉnh xa như Quảng Ngãi, Phú Yên, Kiên Giang thường đem tàu đến tận đây để sửa chữa. Đối với cái lĩnh vực đó là đóng mới tàu thuyền thì của địa bàn xã Phước Tỉnh thì đã hình thành rất là lâu, trước năm 75. Tuy nhiên thì trước đây thì cái ngành nghề này thì cũng mai một, cũng là nhỏ lẻ thôi. Nhưng mà sao do cái nhu cầu là phát triển cái nghề đánh bắt là hải sản. Có những năm thì được trúng mùa biển thì bà con đóng mới rất là nhiều. Có năm, tôi nhớ có năm 50 đến 60 chiếc. Phước Tỉnh, huyện Long Điền cũng là làng cá hình thành từ rất sớm trên vùng đất Bà Rịa, Vũng Tàu. Phước Tỉnh nằm ở phía đông Cửa Lấp, thuận lợi cho ghe tàu đánh cá ra vào và đỗ nghỉ. Tường truyền rằng, từ thời Gia Long năm 1802 đến năm 1820, người ta đã dựng đàn kỳ phong ở Phước Tỉnh để thờ các vị hải thần. Trước năm Minh Mạng thứ 18, năm 1837, Phước Tỉnh có tên gọi là làng Giếng Bộng. Sau giải phóng, Phước Tỉnh là một làng chài nằm ven sông với dân số chỉ có khoảng 7.000 người.
trong đó cư dân chủ yếu sống bằng nghề làm lưới câu cá. Từ năm 1999, Phước Tỉnh được tách ra làm hai xã, Phước Tỉnh và xã Phước Hưng. Làng chài Phước Tỉnh cũng từ đó mà cũng vươn dần ra biển lớn. Như cách đây khoảng 3 năm đổi trước, thì cái mớ nước của người ta đi trung bình mực nước thủy triều á, trung bình cỡ 3m2, 3m3 thì người ta sẽ ra vào được. Nhưng hôm nay 4m ta không dám ra. Tức là nước thủy triều nên là 4m ta không dám đi. Thì bây giờ họ mới khám phá đi được cái đường, con đường Cỏ Mây này, đi sang bên cái sông Dinh, rồi đi qua cửa bên Vũng Tàu họ đi, thì bây giờ họ nâng công suất lên. Nó nâng công suất lên thì cánh quạt họ buộc nó phải làm lớn lên. Cánh quạt trung bình hôm nay ở đây là có người tới 2m6 rồi. Cánh quạt đó, tổng thể cái dài, chiều dài của cánh quạt 2m6. Thì mức nước của mình ở đây, sáng này tôi ra tôi đo thử. Thì mực nước ở đây, nếu họ có ra được, nó phải mức nước từ 4m5 rồi nên mới đi ra được. Còn 4m1, 4m2 thì trời thiệt là êm lặng, bình thản thì mới ra được. Còn hơi có sóng có gió chút ra cửa, đương nhiên phải có sóng gió rồi là không dám ra. Mà một cái cánh quạt hôm nay họ trung bình là khoảng 200 triệu, từ 150 triệu tới 200 triệu, cho nên bà con người ta cũng sợ. Thì về cái nghề của người ta, người ta buộc phải làm đó. Bây giờ đánh bắt xa bờ, đánh bắt xa cái vùng nước sâu, bắt buộc phải nâng công suất thì mới đánh được. Nước của trăm mấy, gần 200 mét, từ 80 mét cho tới gần 200 mét. Cái công suất của ta rất lớn thì ta mới đánh được, chứ còn công suất nhỏ như hồi xưa này ra đó dứt khoát đánh không còn được. Cho nên người ta cũng đang chờ nhà nước có chính sách để mà khai thông luồng lạch ở chỗ này này. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xác định thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và đang ưu tiên xây dựng những đội tàu đánh bắt xa bờ với công suất lớn, đi dài ngày để có thể khai thác hết hiệu quả mang lại từ biển. Cũng với đó là việc hỗ trợ vốn cho ngư dân đóng tàu lớn để bám biển. Với phương châm như vậy, nghề đóng tàu ở Phước Tỉnh đang có những điều kiện hết sức tốt đẹp để ngày càng phát triển và tạo thu nhập cao hơn nữa cho người lao động. Tuy nhiên, để nghề đi biển và nghề đóng mới và sửa chữa tàu thuyền ở Phước Tỉnh phát triển ổn định, rất cần có những chính sách hợp lý, đảm bảo cho thông thương hai chiều, những biện pháp quản lý về mặt khai thác, thu mua để nguồn tài nguyên biển phát triển hài hòa, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài. Đối với cái việc mà phát triển cái lực lượng tàu thuyền thì hàng năm đều có phát triển, và năm sau thì là cái phương tiện nó lại lớn hơn năm trước. Cho nên là cái hạ tầng ở đây thì nói chung là chưa đáp ứng được cho cái nhu cầu phát triển cái lực lượng tàu thuyền. Trước hết là về cái luồng lạch thì cái khu vực cửa lấp thì mỗi ngày nó một bồi lắm, cạn. Trước đây thì bà con thì đi ra cái đường cửa lấp là được, nhưng mà giờ phương tiện lớn quá ra không được, phải đi đường vòng qua Vũng Tàu lấy dầu lấy đá rồi mới xuất bến được. Cho nên cái này nó phải đổi cái chi phí lên nó là rất cao cho ngư dân. Và thứ hai nữa là cái hai cái cảng cá để phục vụ cho là cái lực lượng tàu thuyền này thì cũng chỉ mới đáp ứng được khoảng từ 20-30% công suất. Do đó thì bà con ngư dân là mỗi lần mà muốn là tiêu thụ sản phẩm của mình phải luân chuyển nhiều giai đoạn, tức là đầu là tàu ở phía ngoài sông, rồi cái phương tiện nhỏ mới vận chuyển hải sản vào là cảng, nó bốc dỡ lên cảng thôi, nên nó qua rất là nhiều công đoạn, cho nên cái chất lượng của sản phẩm hải sản nó kém đi, và từ đó giá trị hải sản nó cũng không cao. Thì vấn đề luồng lạch thì chúng tôi cũng đã đề xuất kiến nghị với tỉnh là cần xây dựng một cái hệ thống cửa. Thì cái dự án này thì cũng đã thông qua rồi. Chia tay làng nghề Phước Tỉnh, chúng tôi đến với những làng nghề đóng ghe xuồng ở Tây Ninh. Đặc điểm địa hình của Tây Ninh có nhiều rừng núi, nhưng cũng lắm sông ngòi kênh rạch, nên hoạt động vận chuyển buôn bán, trao đổi nông, lâm, ngư, thổ sản từ trước đến nay bằng ghe xuồng, nên trên các tuyến đường thủy đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội ở Tây Ninh.
Vì thế mà nghề đóng ghe xuồng ở Tây Ninh đã hình thành và phát triển từ rất sớm. Có nhiều trại đóng ghe xuồng ở Tây Ninh, phải kể đến các cơ sở ở thị trấn Trảng Bàng, xã An Hòa, xã Phước Chỉ Trảng Bàng, xã Long Thành Nam Hòa Thành, xã Cẩm Giang Gò Dầu. Nguồn nguyên liệu để đóng ghe xuồng trước đây được khai thác tại chỗ với nhiều loại gỗ tốt như gỗ sao, vên vên, cam xe, dầu, chắc. Hiện nay, việc khai thác rừng đã hạn chế, các nguồn nguyên liệu gỗ được bổ sung từ các tỉnh và có cả ở Campuchia. Các loại ghe xuồng ở Tây Ninh ngày nay được chế tạo chủ yếu từ các loại gỗ có đặc tính chắc, bền, nhẹ nổi trên nước và ít hư hỏng do tác động của môi trường sông nước. Nghề này nghề của ông cha để lại, nghề truyền thống, để coi như là làm phụ giúp cho bà con đi qua lại sông ngòi của tỉnh, như là sông Dầm Cỏ này, để đóng góp cho một phần để đi qua lại, giăng câu, giăng lưới hay là hoặc là đi qua ruộng rẫy gì đó, mua cây rồi đem về. Cây này là cây như là bạch đàn hoặc là những cái gỗ sao sến gì đó là những gỗ quý, còn đây là những cái loại cây là bạch đàn để mình bán cho bà con là cái giá để vừa phù hợp với cái khoản năng là cái túi tiền của mình. Dùng một chiếc giày, nếu mà người ta có tiền thì người ta mua cái giá là khoảng 800-900 hoặc 1 triệu một chiếc, còn đây là những cái gỗ mình đã chọn được để là đi hoặc là có thể là xài được. Mình đã chọn là cái những gỗ để xài được mà vừa rẻ vừa tiện lợi cho bà con. Cư dân Tây Ninh có gốc người tứ xứ nên ghe xuồng ở Tây Ninh có nhiều kiểu dáng, phản ánh đặc điểm văn hóa nhiều tộc người như Việt, Hoa, Chăm, Khmer, nhiều địa phương. Nhìn chung có các loại ghe như ghe ô, ghe lê dành cho con lại, ghe tam bản sinh hoạt, ghe tam bản mũi chài, phương tiện chuyên chở hành khách, ghe chài, ghe tải, vận chuyển lâm, thủy sản, hàng hóa. Trong vài chục năm gần đây, ghe xuồng truyền thống Tây Ninh có xu hướng hiện đại hóa, cải tiến chiếc ghe sao cho phù hợp với điều kiện chuyên chở, đi lại, buôn bán trên sông nước. Ghe xuồng chèo tay thành ghe, xuồng gắn các động cơ khiến cho việc di chuyển được thuận lợi, nhanh chóng hơn trước. Đây cũng là bước phát triển mới của nghề đóng ghe xuồng ở Tây Ninh. Có thể nói, miền Tây Nam Bộ là nơi hội tụ của những kênh rạch, sông ngòi. Gắn bó với cảnh sông nước ấy, chính là những chiếc ghe, chiếc xuồng đã trở thành một hình ảnh không thể thiếu trong đời sống của người dân nơi đây. Trải qua hàng bao nhiêu thời kỳ, cái hình ảnh thân thương ấy không bị mất đi, mà dường như ngày càng được tôn vinh và gìn giữ. Bởi đó chính là nét đẹp văn hóa độc đáo mà nơi đây có được. Ghe xuồng ở miền Tây Nam Bộ phát triển theo kiểu đa dạng, phong phú. Từ những chiếc ghe xuồng chèo trống luồn lách qua các kênh rạch đủ cỡ, đủ hình dạng, đủ độ nông sâu, cho đến những chiếc ghe thuyền cỡ lớn, vận tải nặng, chuyên chở được nhiều người. Ngày nay, việc di chuyển trên sông nước còn có ghe máy, xuồng máy, chạy với vận tốc nhanh, dùng song song với các loại ghe xuồng cổ điển,
Chính vì sự tiến bộ trong khoa học kỹ thuật mà nghề đóng ghe cũng đã có sự thay đổi ít nhiều về hình dáng và kỹ thuật lắp ráp. Ở miền Tây Nam Bộ, người ta phân biệt hai loại ghe và loại xuồng rất khác biệt. Ghe Nam Bộ thì nó phản ảnh những đặc điểm của nó, ví dụ như là đối với ghe của người Hoa thì là nó có cái cách làm nó khác. Rồi ghe của người Việt mà người Việt ở miền Trung, các nhóm thợ ở miền Trung vào thì cũng có những cách làm nó khác. Rồi ghe của người Khmer thì trước đây là thường là sử dụng ghe độc mộc, tức là hay còn gọi là ghe lường. Và trong cái đặc điểm của cái vùng sông nước ở miền Tây Nam Bộ thì cũng đã xuất hiện những cái loại là tắc ráng, vỏ lãi. Nó tạo điều kiện cho cái việc di chuyển chuyên chở. Xuồng có mấy loại, xuồng ba lá, xuồng máy, xuồng năm lá. Xuồng ba lá dài trung bình 4m, rộng 1,5m, có sức chở từ 4 đến 6 người, vừa gọn nhẹ vừa kín đáo. Sở dĩ gọi là xuồng ba lá vì có 3 ván, 1 ván giữa và 2 ván bên hông. Ở giữa có kề sạp nhưng thấp hơn ở đầu mũi và đầu lái để giữ thăng bằng. Xuồng năm lá hình dáng không khác mấy loại ba lá, chỉ có khác là gồm 5 mảnh ván ghép lại nên mức độ tròng trành ít hơn và hai đầu xuồng có khác chút ít. Xuồng năm lá chính là xuồng ba lá cải tiến. Xuồng máy có gắn động cơ để có vận tốc nhanh hơn. Xuồng có đôi be gió chắn hai bên mép xuồng và chạy suốt chiều dài thân xuồng. Xuồng máy có đầu lái giống hình thang vuông. Ghe có nhiều loại, ghe tam bản, ghe bầu, ghe chài, ghe lườn. Ghe tam bản mui ngắn, có đến 9 mảnh ván ghép hoặc nhiều hơn. Ghe có đôi be gió giống như xuồng máy. Bong ghe chiếm nửa chiều dài bụng ghe, nơi này để làm chỗ nghỉ ngơi, còn phần trước để chất hàng hóa. Ghe có bánh lái nằm dưới lườn sau đầu lái và có cần để điều khiển. Trước mũi ghe có vẽ con mắt, mà theo dân gian thì đây là biểu tượng để trừ ác thú hay thuồng luồng tiến công. Ngoài ra còn có thêm loại ghe tam bản, mui dài, chiếm gần hết chiều dài của ghe. Loại này trông như một cái nhà di chuyển trên mặt nước. Ghe bầu là loại ghe lớn có trang trí đẹp, dùng cho gia đình giàu sang. Ghe lườn thon nhẹ, bụng nhỏ và dài, được gọi là ghe độc mộc vì được làm từ một thân cây gỗ, đẽo gọt và khoét ở ruột để thành ghe. Ghe trông đơn giản, không cong ở đầu hai mũi và lái. Trong thân ghe chẳng kê sạp như các loại ghe khác. Ghe chài gồm nhiều mảnh gỗ ghép lại, có hai tầng. Bên trong thân ghe chia làm hai phần, phần đầu chứa hàng hóa, phần sau cho người đi ghe. Ghe chài còn có phần mui rời phía sau phòng lái, dùng để tắm rửa, nấu cơm, dùng cho người đi buôn bán xa, lâu ngày và sống trên sông nước. Bên cạnh các loại ghe kể trên còn có nhiều phương tiện đi lại như tắc ráng, phà, chẹt, bè. Di chuyển nhanh, chở nhẹ thì có ghe lưới, chở hàng thì có ghe bè, ghe lồng, dùng chở cá thì có ghe cá, ghe rổi, dùng để bắt tôm cá thì có ghe cào tôm. Các cộng đồng cư dân Nam Bộ là luôn luôn là gắn bó với sông nước và sử dụng ghe xuồng làm cái phương tiện đi lại chuyên chở, buôn bán, sinh hoạt là chủ yếu. Và cho đến ngày nay, ghe xuồng vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của cư dân vùng này. Nghề đi ghe, đi xuồng từ lâu đã trở nên quen thuộc với cư dân miền Tây Nam Bộ. Hiện nay, tại một số địa phương ở miền Tây, việc đi lại bằng đường bộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
cho nên sông Ngòi vẫn là thủy đạo quan trọng trong công tác vận tải, thương mại và đi lại. Hơn nữa, ghe xuồng cũng là phương tiện để truyền tải văn hóa dân gian đi khắp nơi. Chính những hình ảnh chiếc ghe, chiếc xuồng trên sông Rạch gắn bó suốt đời với cư dân miền Tây Nam Bộ, cho nên đã xuất hiện những điệu hò, câu hát như hò chèo ghe, hò mái dài, mái cụt, hò sông Hậu, hò Đồng Tháp và đã tạo nên sắc thái văn hóa riêng của văn minh miệt vườn.